đấy. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Lung Lang Thang nha các bạn. Hôm nay hai anh em là để tiếp tục làm một video đi câu cá nha các bạn ơi. Thì anh em mình sớm giờ cũng chạy được đến điểm câu cá các bạn. Hôm nay mà nghe đó cũng cá cũng hơi nhiều. Caro các bạn. Thì giờ đi Lung Lang Thang mất rồi các bạn. Chào các bạn đi. Chào mọi người nha. Thì các bạn hãy theo dõi cái clip câu cá của hai anh em mình nha. Các bạn cảm thấy hay thì cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha, để mình tiếp tục làm những video săn bắt nữa nha các bạn. Để tiến hành mình móc câu, mình câu cá nha các bạn ơi. Mình chuẩn bị mình móc mồi câu nha các bạn. Mồi câu đây mình dùng mồi trùng nha các bạn ơi. Đây anh em mình dùng mồi trùng. Trời hôm nay gió quá các bạn. Quá đã các bạn ơi. Mình bấm máy không kịp nha các bạn. Cá to luôn, mình bấm máy không kịp. Quá bất ngờ luôn các bạn ơi. Quá đã. To các bạn ơi. Ây da. Đây. Quá đã luôn các bạn ơi. Cá khu vực này nó chậm ăn các bạn à, nó lâu ăn các bạn. Giờ trời gió nè, để nãy giờ chụp lâu luôn mới thấy nó ăn cắn câu. Chắc tiếc là nãy cái pha mà mình giật lên mà bấm mấy bây không kịp các bạn ơi, uổng quá. Tiếp tục mình thả xuống nha các bạn. Anh viên câu bên kia, ngồi bên kia có không biết, ngồi túc bên kia luôn, còn mình ngồi bên đây. Quá đã luôn, nó chậm ăn các bạn ơi. Giờ phao để đó. Đấy các bạn. Quá giỏi ấy. Nãy giờ kinh nghiệm. Giỏi ấy, nãy giờ các bạn. Mày hấp dưới. Nó phá mồi tao nãy giờ. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát. Thấy kéo mây các bạn ơi, nó mưa sao á, gió nữa.
cái thu phi các bạn. Dùm anh ôi trời, bao dùm anh thêm mồi luôn các bạn ơi. Cá này ăn hao mồi quá các bạn. Ừ, cá hả? Cá các bạn, ui quái chưa, cá đột biến hả? Đột biến không bỏ luôn này gớm à. Gì bắt uống đột biến sao nè. Rồi cá nát lớn rồi đúng không? Như các bạn. Xin chào các bạn nha. Thì nãy sớm giờ anh em mình câu cá bên phía bên kia cá cũng ăn khá là ít và đang vậy nữa. Nói chung là hôm nay câu cá trải nghiệm thử câu cá cảm giác như thế nào các bạn. Báo cho mình các bạn mọi người ơi. Đây là các bạn, thành quả được mấy con này các bạn ơi. Đấy. Đây cái cá rô các bạn. Cá nó ăn ít quá các bạn ơi, nhưng mà một khi là ăn là phải dính nha các bạn. Giật đỏ tay luôn các bạn ơi. Đó, được nhiêu đây cá này. Thì các bạn xem video câu cá của anh em mình cảm thấy hay thì cho anh em mình một like và một lượt đăng ký kênh nha, để anh em mình có động lực làm những video tiếp theo nha các bạn. Giờ mình cũng xin chào các bạn nha, tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn luôn nha.